Vâng, alo, xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay, một clip hàng về, số lượng về cực khủng, đó là 250 chiếc quản lý nguồn đã cập bến, đó chỉ là hai model này thôi nhá. Chỉ riêng hai model này thôi nha, 200 chiếc là của mẫu MB S900 Pro và 50 chiếc của mẫu MB S600. Đây các bác đếm thùng cho Hiếu Minh này. Mỗi thùng này 5 chiếc ạ. Số lượng cực khủng cho anh em. Nói đến mẫu quản lý nguồn nói chung, không phải riêng gì mẫu MB mà tất cả các thương hiệu khác như của DB, Adni, FPS em đều phun mã cho phụ anh em. Chính vì phun mã vậy, số lượng cực khủng như vậy thì em bán giá rất là tốt đúng không nhá. Hàng nguyên đai nguyên kiện về, CLCQ đàng hoàng anh nhá. Đây là em những vàng về nguyên bao này, nó sử dụng là bọc ni lông cẩn thận bên ngoài, nhưng mà về là em sẽ rạch ra để là sao ạ? Để là mình kiểm anh nhá, phải kiểm lại số lượng. Cái dòng này thì nó đi theo cùng là CD của máy rồi, nó CD ở ngoài vỏ đấy ạ. CD ở ngoài vỏ nữa của máy này, nhà máy bảo hành theo mã CD này. Đấy nên là mình kiểm soát theo mã CD. Thì báo cáo anh em, nói đến các mẫu quản lý nguồn nói chung thì trên thị trường cũng như nói riêng tại đơn vị Hero. Chính vì em bán nhiều mã vậy thì cái mức giá là bao giờ cũng sẽ là giá cực kỳ tốt, và tất cả mẫu quản lý nguồn bên em là mẫu quản lý nguồn mà em đã bán phục vụ anh em trong vòng từ 3 đến 5 năm đến 7 năm qua với các thương hiệu khác nhau cũng như với cái dòng đầy đủ tính năng và chất lượng mà em muốn giới thiệu đến anh em hôm nay. Và hai mẫu đây, mẫu quản lý nguồn trong ngày hôm nay em giới thiệu đến toàn thể các bác anh em là hai mẫu quản lý nguồn đều tích hợp lọc đường điện. Nói đến các mẫu quản lý nguồn nói chung thì em hầu như em đều quay ruột cũng nhá. Gần như là em quay ruột 100% đối sản phẩm MB này, em quay ruột 100% đối với một số thương hiệu khác em cũng quay ruột nhưng nó lác đác. Nhưng báo cáo bác để trong tầm tiền mà em giới thiệu đến toàn thể anh em hai model này thì là mẫu tầm tiền có thể là chất lượng nhất thị trường cũng như là xem nó chất lượng nhất, vì là trong tầm tiền này nó tích hợp cả lọc nhiễu của hai đường, nhà thực hai tầng lọc. Như phiên bản như MBS 600 đây, Pro là phiên bản 2022, thiết kế là mã automat này, phím mềm tắt bật này, nhà tắt bật từng cổng này, và một màn hình LED lớn đằng trước các bác nhá. Để quay ban ngày đủ LED cho bác xem. Và tất cả các chân của lẫy bằng nó, bằng chân lẫy bằng đồng 100% ạ. Đấy. Đấy xịn sò. Đấy. Chân lẫy bằng đồng thì tiếp điện tốt các bác nhá, và rất là cứng luôn. Đấy. Thì đối dòng MBS 600 này thì báo cáo anh em là nó thiết kế là 10 cổng, tất cả 2 cổng đằng trước là điện trực tiếp và 8 cổng phía sau điện gián tiếp là tắt bật từng cổng. Và cả 10 cổng này đều qua chế độ là lọc nhiễu đường điện. Đấy, các điều quan trọng này em muốn giới thiệu đến anh em. Ở phân khúc là trên 1 triệu, trên triệu đồng mà có sử dụng là lọc nhiễu đường điện. Mà nhiều khi các đơn vị khác bán họ không dám mở ruột vì là ở đây là không phải là vì nó chất lượng nó kém hơn, mà là nghĩ là trong cái tầm tiền này thì tích hợp lọc nhiễu là một cái mức giá rất là hợp lý rồi. Có nhá. Là cực kỳ hợp lý để phục vụ anh em. Nó nhìn tất cả chân nó bằng lồng, nhíp đồng rất là dày luôn nhá, rất là dày. Đấy, xe một. Và các kiểu cắm như bác biết rồi. Thì cắm ở đây này, khi các bác cắm điện ý, là bao giờ các bác sẽ cắm cho em này. Cái thiết bị nhỏ nhất là số 1, ví dụ như cắm TV này, mic này, vang này, đẩy này, súp này, nghĩa là các cái đồ càng to thì mình cắm sau cùng, và khi nó tắt sẽ tắt từ đồ to xuống đồ nhỏ. Đấy, lưu ý cho em nhé, để em hướng dẫn các anh em cắm. Cũng như thông báo anh em trên kênh là mẫu quản lý nguồn là một thiết bị không thể thiếu được những bộ dàn gia đình, bộ dàn sự kiện hay phòng hát. Nghĩa là trước đây, cách đây 5-6 năm trước thì có thể lạ lẫm với những bác nào mới chơi. Còn như thế thì, nhưng nếu mà nói về quản lý nguồn, em có thể là một kênh đầu tiên thị trường, các bác check YouTube bác biết rồi, là bán các mẫu quản lý nguồn đời đầu tiên để phụ anh em. Và mãi về sau này thì nó phải ra rất nhiều các model phiên bản khác nhau. Nhưng báo cáo bác biết thì mẫu quản lý nguồn là thiết bị không thể thiếu được. Vì sao ạ? Vì nó là một thiết bị để cho các bác anh em cắm vào từng cổng đây, để là khi bác dễ dàng tắt bật nó theo chế độ là tắt nhảy từng cổng, vì là mỗi cái le từng cổng này nó có le trễ để khi tắt nó đỡ bị tạo ra, đỡ bị sốc điện thì nó đỡ bị bụp ra loa là đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là nó chống tình trạng sôi xì. Cái thứ ba nữa là khi một con quản lý nguồn tích hợp lọc nhiễu như ngày hôm nay, nghĩa đối với cả hai phiên bản lọc nhiễu, con này thêm một tầng lọc cục nhọc to hơn, và đối với này nó hai tầng lọc, hay là một cuộn lọc cảm từng cổng và cuộn hai tụ lọc một vế, thì khi các bác cắm qua con lọc này thì nó lọc nhiễu thì cái độ ù xì của bộ dàn nó giảm đi rất nhiều. Đấy, có lý cho em nhé. Nhưng nó rất nhiều tác dụng luôn. Đấy, khi nó chất lượng thì bác để nhìn bên ruột thôi bác biết rồi. Le trễ này để làm giảm sốc tín hiệu này. Nhưng con quản lý thông thường nhất là ít nhất nó có le trễ nhưng không lọc nhọc. Nhưng đây con này thiết hợp thêm lọc nữa để nó lọc điện để cho tính trạng ù xì bộ dàn. Đấy. Nó bị giảm đi tốt hơn. Chống sôi, chống xì, chống sốc. Đấy.
thì nó tụ lại chống sốc nhá. Và các bạn để ý những cái đường điện của đường đi của nó, đường tức là điểm bắt chân ốc vào điểm tiếp mát đây, thì cái đường điện nó là điện trước đây, người các bác mua những cái phiên bản cũ trước đây ấy, thì nó cái dây này thường nó trần, thì đây nó tấm thiết kế một cái tấm phíp. Cái tấm phíp này thì báo cáo bác này, cái tấm phíp này thì các bác để thấy là nó hai tấm lá đồng nó ép vào hai trên một tấm phíp này, thì nó bắt nó gọn hơn và khi bác chạm vào đây nó không bị giật đấy. Một cái đặc điểm mà em muốn nhấn mạnh anh em là thiết kế tỉ mỉ từng cái tấm phíp luôn, từng cái đường đi, từng cái chụp của nó này là bọc hết điện đấy, đấy nó không trần, cho không trần trụi, và dây dẫn tất cả dây cáp chứ không phải dây hàn đấy bác nhìn này, nó chất từng chi tiết thôi, nghe không có điểm chê nào cả, chất từng chi tiết. Và nói đến các mẫu này thì em đã bán cho anh em phục vụ anh ba biết bao nhiêu ngàn chiếc rồi, thì bác biết thì một năm em về bao đợt này, bán bao năm nay rồi, mỗi lần đi hôm nay về 250 chiếc, vừa cách đây một tháng cũng nhập về 400 chiếc quay trực tiếp cho anh em rồi, thì hôm nay lại quay tục về thêm 250 chiếc tiếp quay tại kho đây để giới thiệu đến toàn anh em. Thì bên đơn vị em cũng là đơn vị bán buôn bán lẻ đối với tất cả các thiết bị âm thanh để phục vụ anh em, những bác nào có nhu cầu một cửa hàng nhỏ lẻ, anh em thợ mà gọi là cũng làm tí công thì liên hệ đơn vị Yumi Auto, nhập số lượng tương đối thì em cũng báo em để em có thể tư vấn cũng như chia sẻ cho anh em. Thì báo cáo bác thì đối mẫu quản lý nguồn như MBS 600 Pro đây hiện tại bên Yumi đang chào bán mức giá là 1.600.000 đồng, 1.600.000 đồng mẫu quản lý nguồn này MBS 600 Pro, 1.600.000 em Yumi bao ship nhá, em mới vào ship ạ, MBS 600 thì một tầng thì gặp hai tầng lọc ạ, rất là chất lượng luôn, sò sò chính hãng của MB đấy nhá. Và bên cạnh đây thì nó đàn anh, đàn anh thì nó sẽ khác rất nhiều đặc điểm sau đây. Dũng lấy anh cái dây một phụ cái đàn anh, thì bác để ý cái phiên bản này thì nó sẽ khác biệt so với con MBS 600 đây, nó là tích hợp nó giống như kia nhưng nó sẽ thêm một cục lọc này, một cục lọc tổng của nó là cục lọc Mexico nha, con này thiết kế 3 tầng lọc, một cục lọc này, lọc này nghĩa 3 tầng lọc, nó cơ chế nó giống như kia nhưng còn thiết kế 3 tầng lọc và rất là dây dẫn và rất là xịn sò. Chứ thiết kế một cục lọc tổng này thì nó nghĩa xịn sò hơn và chất lượng hơn nữa để giới thiệu đến anh em cũng như các bác. Dây dẫn tất cả bằng đất cáp hết luôn nhá. Và ngoài điểm cái cục lọc đó thì con này thì nó sẽ thiết kế, bác báo cáo các bác anh em ạ, là nó thiết kế đây ạ. Đó là gì ạ? Đó là cái đằng trước nó thêm cái lẫy chống giật luôn nhá, đấy em zoom lên này. Đấy bác thấy chưa? Lẫy chống giật nha, trường hợp các bác là trẻ nhỏ, các bác nghe trẻ con hay nghịch ngợm thò móng tay đây thì không lo bị giật vì nó có lẽ chống giật trước rồi đấy. Và cái trước cái màn hình này sẽ có một cái lớp ni lông dán nó nhá anh em, đấy đây móc ra đấy để nguyên này, đấy ni lông dán chống xước này cho màn hình này đấy, ok chưa, tích hợp automat nhá. Và 100% mẫu quản lý nguồn bên đơn vị Mado là tích hợp nó là dây nguồn liền rất to hơn cả ngón tay cái của em để chịu tải chịu dòng, các bác cắm tất cả các dòng đẩy mạnh nhất cắm vào đây thoải mái luôn. Đấy, cắm thoải mái tẹt ga luôn ạ. Đấy. Át của nó chạy tiếp của C60 chịu đựng át tổng luôn, nghe là tương ứng một con át tổng của một khu đô nhà cổ của tòa nhà. Nghe không phải tòa nhà chung cư mà của tòa nhà gia đình ý, của một căn nhà gia đình luôn. Chạy của át tổng rất là lớn luôn, chịu đòn rất mạnh. Đấy. Và đối phiên bản như S900 đây thì báo cáo bác biết này. S900 Pro nó đàn anh thì nó sẽ nâng cấp đỡ như cái phần cục lọc và cái này nó thêm tiến một thêm dây nguồn phụ ạ. Cái dây nguồn phụ này dễ bác dễ dàng tắt bật khi trường hợp những các bác nào chơi là các bác chơi là các bác không cần phải thò tay vào tủ máy nữa. Các bác lối xong bác khóa tủ máy lại, bác chỉ ấn tắt bật đây là ok này. Đấy. Ok chưa? Đấy nó xịn sò. Các nếu mà nó lấy dây nguồn phụ này trên trường hình như chả có, em chả thấy của hãng nào có cả vì sao người ta cắt giảm. Ra thiết kế cái này có vào được. Nhưng mà ý là người ta cắt giảm vì cái này một cái dây này thôi, thiết kế thêm là mất 150. Nó rất là đắt không nhá. Nên ý là người ta tối ưu để cắt giảm nhất. Thì đây này em có sẵn đây rồi. Thì sẵn đây anh em. Cái dây nguồn phụ để các bác đi sự kiện nhá. Các bác phòng hát này, hay gia đình bác khóa tủ máy vào ấn tắt bật, không phải thò tay vào tủ nữa. Đấy. Đối phiên bản MBS 900 Pro này thì hiện tại bên Chí Minh đang chào bán mức giá là 1.900.000 đồng. 1.900.000 đồng. Thì chiếc này sử dụng hai tầng ba tầng lọc ạ, ba tầng lọc có nhá, dây nguồn phụ này quên có cả dây nguồn liền nó to chà bá nhá, chịu tải chính nhá. Đấy, tổng quan hay trong hai mẫu quản nguồn mà em đã bán có thể nói là cực kỳ hot và đình đám trên thị trường mà em đã bán phân phối cũng như là bán lẻ cho các bác anh em đã dùng trong bao nhiêu năm nay, những các bác nào đã và đang sử dụng những mẫu quản nguồn này cho em một comment về chất lượng, về giá thành, về độ ổn định, về
về cái những gì nó đã thể hiện và đã các bác đã mua và nhìn nhận đấy. Và tổng quan số lượng hàng về rồi cực kỳ khủng cho anh em, tổng cộng 250 chiếc phù hợp anh em trong ngày hôm nay. Và clip của em mình mới kết thúc. Cảm ơn xem một video em và xin nhân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.